Vì sao scrum team cần self organizing? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần đi qua hai định nghĩa sau: team và self organizing. Team là gì? Team là một nhóm bao gồm những cá nhân làm việc cùng nhau để hoàn thành một công việc nào đó. Đây là một nhu cầu tự nhiên khi những cá nhân cảm thấy không thể giải quyết công việc một mình. Self organizing là gì? Self organizing là tính tự tổ chức. Một nhóm hay một cá thể trong tổng thể được gọi là có tính tự tổ chức khi nhóm hay cá thể đó có thể tự vận hành, kiểm tra và thích nghi với hoàn cảnh đang đối mặt. Tính tự tổ chức không phải là mới hay được con người sáng tạo nên mà nó hình thành một cách hiển nhiên trong quá trình sự sống hình thành và tồn tại. Sự hoạt động của các tế bào bạch cầu trong cơ thể chúng ta là một minh chứng, chúng tự tổ chức và hoạt động một cách độc lập với não bộ chúng kiểm tra và thích nghi với sự tiến hóa của vi khuẩn gây bệnh và tiêu diệt. Trong lịch sử, self-organizing ứng dụng trong teamwork cũng không phải là mới. Nhiều nghiên cứu cho rằng việc nhóm có khả năng tự quản sẽ có được khả năng thích ứng nhanh hơn, có cơ hội có năng suất cao hơn và sáng tạo hơn so với những nhóm khác. Từ năm 1938. Jester Barnett đã đưa ra lập luận của mình rằng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp cần trao cho nhân viên của họ một mục tiêu rõ ràng và khả năng cộng tác tốt nhất giữa các cá nhân để hoàn thành mục tiêu đó Năm 1943, Abraham Maslow đề cập đến self actualization như là nhu cầu cao nhất của con người. Trong quyển sách xuất bản năm 2009 của mình, Daniel Pink đã nói về motivation 3.0, trong đó đề cập tới con người sẽ hứng thú và đóng góp khả năng của mình nhiều hơn, kích thích sáng tạo hơn nếu họ được trao quyền hay còn gọi là autonomy. Hay rõ hơn, vào năm 1986, Cell Organizing được đề cập đến như là một nhân tố giúp cho đội nhóm có thể tạo ra những chuyển biến thần tốc trong The New New Product Development Game được viết bởi Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka. Vì sao Scrum Team cần đến Cell Organizing? Sự thay đổi liên tục từ thị trường và đối thủ là tác nhân chính khiến cho cách quản lý cũ quản lý tiến độ hay tốc độ trong công việc dựa trên găng charts (report) là không đủ để mang lại thành công thay vào đó đo lường giá trị sản phẩm mang lại cho khách hàng về mức độ hài lòng và không hài lòng bằng Done increment qua mỗi vòng lặp ngắn là spring mới là chìa khóa then chốt scrum được xây dựng để giúp cho doanh nghiệp hay đội nhóm có thể deliver được đúng giá trị sản phẩm đến với khách hàng của mình trong một bối cảnh phức tạp một cách nhanh chóng và liên tục chủ nghĩa kinh nghiệm giúp cho scrum có thể làm lộ rõ những vấn đề mà đội nhóm scrum đang gặp phải từ đó có thể kiểm tra tìm hiểu và đưa ra giải pháp một cách nhanh nhất bao gồm những vấn đề nội tại trong việc phát triển sản phẩm cho đến việc xác định đúng nhu cầu của người dùng để deliver đúng giá trị của họ cần để đảm bảo cho việc đó và tránh lãng phí từ mô hình phân cấp trong cách quản lý cũ chúng ta nên tạo ra những giá trị dưới đây cho team tính tự tổ chức và tự quản, sales organizing, cần có một mục tiêu rõ ràng. Từ đó, sales organized scrum team có thể phát huy mạnh mẽ giá trị của từng cá nhân, sự sáng tạo, cộng tác làm việc cùng nhau và họ sẽ tự kiểm tra, lên kế hoạch cũng như thay đổi những kế hoạch để thích ứng một cách nhanh nhất với nhu cầu và môi trường xung quanh để hoàn thành mục tiêu. Tổng quan hơn, sale organizing mang lại giá trị giúp cho từng cá nhân và Scrum Team có thể làm việc với động lực cao nhất, phát huy được khả năng sáng tạo của mình trong bối cảnh cho phép. Để có thể tự giải quyết nhanh chóng những vấn đề nội tại cần phải làm trong quá trình phát triển sản phẩm Và tăng khả năng tự tìm hiểu, tự thích nghi Từ đó có thể xác định được làm sao để deliver nhanh và đúng giá trị sản phẩm người dùng trong đợi